Mình hơi bị tức cái nha, máu dồn lên rồi đó. Không cho hình một con gái vậy ghê. Lịch sự thì Mỹ đất na được chưa? Hê hê, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ăn xong, úi giời, đừng lo, đã có shop hotimi.com tài trợ đó rồi. Ngại gì về giá cả, chỉ với giá 20k đổi lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Shop có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ, nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung chơi gì nữa, hãy truy cập ngay shop hotimi.com nha. Hê hê, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ăn xong, úi giời, đừng lo, đã có shop hotimi.com tài trợ đó rồi. Ngại gì về giá cả, chỉ với giá 20k đổi lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Shop có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ, nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung chơi gì nữa, hãy truy cập ngay shop hotimi.com nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Thỏ TV. Và mình là Thỏ Đại Anh Nhân. Và ngày hôm nay mình sẽ kiểu như là không phải là troll nữa. Mình sẽ như là mọi người là mình không troll nữa nha. Tại vì troll nhiều quá rồi, chị bị chửi nhiều quá đó. Thì nhiều người bảo là nếu mà troll nhiều quá sẽ bị mất tình cảm, với lại sẽ bị ghét đối phương nhiều hơn. Hình như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểu là mình không troll nữa, là mình sẽ kiểu là thử thách. Thử thách 24 giờ nhẹ nhàng tình cảm với lại Giang ca, kiểu như là mình hiền á. Một ngày hiền đó mọi người, 24 ngày là hiền lắm mọi người, không còn là bà chằn hay là hung dữ hay giang hồ nữa, là kiểu là hiền sẽ phản ứng của anh Giang như thế nào nha. Hiếm khi mình hiền mình nhỏ nhẹ lắm. Nhiều khi mấy lần quay clip thì tàn la bài hải rồi xong chửi ạ. Ok, hiểu không thì mình sẽ mở vào nha. Hiền thôi, cô vừa hiền đi rồi. Anh Nhân, anh ơi. What? Nha. Chơi game với em không? Chơi chứ. Ông đã chơi với ai trời? Dạ. Muốn chơi với ai à? Em đâu muốn anh chơi với ai đâu, chứ chơi với mẹ. Trời, hôm nay nói chuyện lạ lạ vậy. Cái gì vậy? Nó có nào? Mình thường nói chuyện nhẹ nhàng trời. Trời ơi, có hai thằng đực ở trên nhà em ơi. Dạ. Cái chuyện đó bán nhanh. Gục một. Ghê vợ, nghe nó ghê vợ. Còn thằng như dưới nhà em ơi. Dạ. Dạ dạ ơi, hình như ghen em luôn á bé ơi. Dưới này nè em. Đi theo anh. Dạ. Nè, nó chạy kìa. Nhảy xuống rồi, được luôn em, thằng đó không có súng em. Dạ. Này giả ghê ta. Bút đi em. Dạ. Đây còn thằng nè. Dạ. Kìa, nó chạy ra chiếc xe em ơi. Dạ. Anh bắn yếu cho em bắn nè. 100 em ơi. Được luôn, được luôn. Bắn nó đi em. Nó đi vô nhà nè. Cái đá sau nhà nè em. Nghe bao tưởng của anh nè. Chạy tới gốc cây luôn rồi. Kìa chạy kìa. Ghê vậy. Dạ nó đỡ nó tí thôi mà nó chạy ghê quá. Tại dở nó tí. Xin lỗi. Anh lấy bà ba không? Anh có rồi nè. Nó dạ dữ ta, nay ăn hiền lành chứ à. Còn đẹp tới mày. Ngày nào chứ hiền trời. Đợi em xíu. Yếu xìu luôn. Dạ. Đêm mà nó. Trời, mấy con boss này. Ai là bắn lót. Tay bè, anh là bắn số 1. Nè, tay 3 nè em. Nè em uống lộn thuốc không em? Nói em uống lộn thuốc là sao? Nó lạ lắm luôn á. Lạ là sao? Hả? Điên lạ. Bên đây ngoan hiền dữ ta. Thật là quải trường các bạn à. Hiền ngày nào em cho vậy mà. Phục quét. Không, nó không bình thường em ơi. Em đang làm anh sợ đấy. Tính rồi đi em. Gì nha.
gì Thỏ ơi? Gì có ai nhầm nữa không vậy? Anh bị gì đó? Tự nhiên nói vậy anh sẽ thì không phải vậy, nhưng mà tự nhiên bữa nay nói chuyện nhỏ nhẹ mà dạ cái kiểu anh hơi sợ đấy. Tự nhiên sợ trời. Anh nhớ thường thường là vô em xả anh lắm mà. Thì nhớ lại lúc đó em có sai thì xin lỗi anh. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Sao vậy? Anh vẫn còn hơi hoang mang em. Nhẹ nhàng à đồ có sao có gì không, anh có ý đồ gì với anh không đấy? Anh bị điên hả? Có đâu, mày nói đi, có ý đồ gì không nói luôn đi chứ. Anh bị gì á? Em bình thường, em có rồi, lấy đi cho anh đó. Chắc bình thường không, anh thấy không bình thường. Ê ê ê, cái cổ nào mà ê, có sao không nhỏ? Em bị đau cổ nữa hả? Anh nằm đi anh, đừng có ngồi nữa đâu em á. Biết rồi. Anh ơi cho anh xu nè, mua gì không? Có rồi, mua đi. Thôi em đủ rồi, chỉ cần mua anh thôi. Oh really? Bữa nay em sao, có bị bệnh không? Anh bị điên hả? Tự nhiên bệnh trời. Bệnh hay gì không? Không. Thì có bị sốt không? Không. Hôm nay nhẹ nhàng đột sức ta. Ủa bình thường chả dạy trời. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bình thường nhẹ nhàng thì có đó, nhưng bữa nay quá nhẹ nhàng quá luôn á. Ủa chả là ý anh là bình thường em dữ đúng không? Quá chuẩn luôn. Thế là cũng vừa vừa chứ đâu. Đâu dữ thế nào. Bây giờ em thay đổi được chưa? Em muốn trở thành một cô gái nhẹ nhàng, lịch sự, điềm mỹ đất đai được chưa? Không hiểu nữa, không giang hồ nữa, ok. Ủa vậy? Ok không? Không, anh có ý đồ vậy sao? Ý đồ gì trời, em bị... Có gì thì nói ra luôn nè, để anh biết nè. Không. Trước thôi, hồi em lặt bánh tráng ghê lắm. Anh... Em lặt dữ lắm. Mọi người ấy. Mình hơi bị tức á nha. Ừ, máu dồn lên đó. Không cho thành một con gái nhẹ nhàng, lịch sự thì mỹ đất đai được chưa? Mình đang cố gắng kiềm chế đó mọi sợ người. Sợ luôn em ơi. Mình cố gắng kiềm chế đó. Em nói rồi, chơi game anh cũng sợ ma nữa mà giờ gặp em đó. Anh bị điên hả? Đâu có. Có ai nhập không vậy? Hay là anh có làm gì có lỗi với em không? Anh em thay đổi quá vậy. Không có, anh bị gì đó. Anh có làm gì không? Anh biết, anh xin lỗi. Không có. Xin lỗi mà, trời ơi. Dạ không có ạ. Thôi anh xin lỗi, đừng vậy, anh sợ em ơi. Anh bị gì vậy? Đã nói không có mà. Nhưng anh vẫn sợ, anh thấy có gì đó nó sai sai. Đã nói là không có mà, nói gì vậy? Thôi anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đã nói là đừng, không... đừng như vậy nữa mà, đừng. Đã nói là, nghe nè, đã nói là anh không có gì hết. Ok chưa? Em muốn thì mỹ đất na, anh không có lỗi gì hết, được chưa? Hiểu em chứ? Thì cũng hiểu nhưng mà anh vẫn sợ. Không gì đâu sợ trời, làm như em ăn thịt ăn cá anh vậy đó. Chứ nữa em ăn mang tươi cuộc sống. Anh quá đáng lắm luôn á. Ôi anh sợ thiệt đó. Trời ơi sợ trời. Lo lo ra vậy là phải vui chứ. Anh cũng muốn vui lắm. Anh sợ. Tự nhiên sợ mặt. Đâu đó đâu. Từ từ em qua nè, đừng có chết nha. Mày gục mồm mày. Kê dạ, bắn ghê dạ. Còn bò nữa. Dạ. À nó chạy qua kìa anh. Chạy qua anh kìa, nó chạy qua anh luôn á. Chiếc mặt luôn. Dòng hả mày? Thằng yếu với mày. Chạy qua yeah. Dám bắn nhân ca của ta hả? Em thấy nào mà như lúc đầu không ấy. Đừng như vậy. Hãy giữ dằn với anh đi. Vô duyên. Trời em muốn nhẹ nhàng, em muốn lịch sự đích nào. Tao lại mày. Bị gì đó hả? Anh không quen. Thì từ từ quen, thì mới thay đổi lần đầu mà. Thôi anh không quen, đừng. Đừng làm vậy. Anh bị làm sao ấy? Em sợ lắm. Tự nhiên sợ, em có ăn thịt gì đâu
Anh có làm lỗi gì với em không mà em như vậy hả bé? Dạ không, không có. Lỡ là lỗi của anh là anh không biết, em phải nói cho anh nghe chứ. Trời ơi, để nói là không có. Anh sợ lắm em ơi, trời ơi, Thỏ ơi, đừng hỏi gì vậy Thỏ ơi. Em muốn chết mẹ em bây giờ nha. Gì? Đã nói là không có thì từ đầu rồi à, đã nói là ta thì mỹ đến nay không nghe đâu. Toàn sự. Cái lúc mà ta hiền chứ không gì nói. Còn cái lúc mà ta giữ thì nói đi, nó này nó nọ. Lúc hiền á, cũng không biết vui thiếu cái gì hết trơn. Cái suy nghĩ đó ta dẹp, sợ. Ai nó hiền quá á, mệt nó dẹp cách. Không có quay video, không có gì hết trơn á. Để từ, đã em thử thách 24 giờ hiền. Đúng rồi đó. Trời ơi, đã 24 giờ hiền lành với anh mà anh chọc cái nơ của em không thể nào hiền lành được anh nè. Cắt nha, cắt không quay nữa nha. Stop nha. Cái này nè, cái này mới đúng nè, cái này mới đúng. Tức. Trời ơi. Đúng. Tức đúng. Thiệt. Máu dồn đến não rồi. Mà anh nghe cái lúc bạn hiền lành chứ mà sao anh lại như thái độ kỳ cục quá vậy? Mới đúng nè. Mới đúng nè. Mà cái chuyện gì không có quay gì hết trơn nha. Mày mốt là fan được có đưa ra ý kiến là thử thách hiền lành này cái kiểu nha. Thiệt luôn đó, ta hiền rồi, ta muốn hiền muốn xuống nước rồi à. Cũng không thể cho ta hiền được nữa. Có chọc cái nư người ta không à. Chị mới không sợ nè. Bãi trưởng thiệt luôn á. Huế nhờ.